Tại hội nghị góp ý cho dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi do đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk tổ chức, đại biểu băn khoăn về cách tính bảo hiểm khi thực hiện theo chính sách cải cách tiền lương. Từ ngày 1 tháng 7, cả nước thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương. Theo đó sẽ không còn quy định về mức lương cơ sở. Trong khi đó, các chính sách kèm theo của bảo hiểm đều dựa vào mức lương cơ sở để quy định. Do đó, cần sớm có hướng dẫn để áp dụng. Bảo hiểm xã hội, đây là vị trí của bảo hiểm xã hội đi cố gắng. Chúng ta sớm hoàn chỉnh cái nội dung này trong luật bảo hiểm xã hội để chúng ta thực hiện thế nào để cho nó đồng bộ. Chứ anh mà không có mức lương cơ sở thì sau này anh lấy cơ sở đó anh giải quyết chế độ chính sách cho đoàn viên người lao động, mà nhất là những người bị tai nạn hay thai sản, chế độ, những chế độ liên quan trực tiếp đến quyền lợi của họ. Nên báo cáo các anh chị là riêng trong ngành và các đơn vị cũng rất là hỏi rất là nhiều, nhưng mà thật sự đối với góc độ tổ chức công đoàn cũng bí mật, bởi vì cũng chưa thấy một cái văn bản. Thậm chí nói các đồng chí là ví dụ nhất mức lương cơ sở thì lâu lâu cũng đọc được mấy cái thông tin về bản lương bản đồ, chứ riêng cái này là chưa thấy một cái thông tin gì cả, nên rất khó. Bảo hiểm sẽ giúp bảo vệ cho người tham gia trước những rủi ro không mong muốn. Việc quy định hướng dẫn sẽ giúp các cơ quan quản lý áp dụng được đồng bộ và kịp thời.